Hello, xin chào anh chú, cô chú, khỏe không? Này là Andy nè. Bữa nay mình đói quá rồi mình chạy xuống ở dưới Garden Grove, Westminster đó, thì thèm hủ tiếu. Bây giờ kiếm hủ tiếu này, nãy giờ chạy vòng vòng ở dưới Westminster này không biết đường, thì chạy vòng vòng hỏi mấy người Việt Nam coi ở đây có biết hủ tiếu không? Thì người ta nói cái quán này là nổi tiếng hủ tiếu Nam Văn á, Trấn Cống á, thì mình cái này nó kêu bằng hải lú á, cái tiệm này hải lú á, thì bây giờ bắt đầu chiếu cho cô chú coi. Ok, mình là Andy nha, xin ăn chung với mình ha, cảm ơn cô chú. Bây giờ mình chiếu cái hủ tiếu này Nam Văn là nổi tiếng ở bên Westminster nè, ở Cali nè, thì cô chú ăn chung với mình, mời chào chút ha. Nè cô chú ơi, cái này hủ tiếu Nam Văn nè, đó hủ tiếu Nam Văn nè, thấy ngon không, thấy không, có đầy đủ trong này nè, đó. Đây là cái menu nè, cái menu của hủ tiếu ở đây nè, đó, thấy không, nó có đầy đủ hết, đó, thấy không. Rồi cái này là rau của mình, rau nè, hủ tiếu nè, rồi cái này hủ tiếu nè, có tôm, có thịt heo ba rọi, có chả cá, có gan, hành, hủ tiếu Nam Văn, đó, thịt heo, có đầy đủ hết, thấy không, ngon không? Cái bàn của mình nè các bạn, có đây có ớt, có tương, có nước mắm, có đầy đủ hết, nè các bạn ha, cái này nước của mình nè, đó, nước nè. Hello, cô chú, các bạn, mọi người, mời ăn trưa với mình ha. Ở đây là cái tiệm, cái quán này nó như bằng cái quán này là phải không biết chữ Việt Nam mọi người, nên bên nó là specialize hủ tiếu Nam Văn á. Đây nè, thấy không, bánh canh với hủ tiếu có đầy đủ hết, thấy không, nằm ở trên đường Westminster Avenue với đường Garden Grove á. Số điện thoại đây là 714-537-4920. Đó, mình bây giờ mình ăn chung với mình ha mọi người. Xin chào mọi người, mời mọi người ăn chung với mình hủ tiếu nè mọi người, ngon lắm nha, thấy không, đồ lớn nè, thấy không, thấy ngon không, có tôm, có gan, có chả cá, có đầy đủ hết. Rồi ở đây là cái rau của nó nè mọi người, không biết mình bỏ cái này vô là cái gì, chưa ăn qua, bỏ rau này bỏ chút đi, rồi chưa ăn qua. Rồi ở đây có giá nữa, giá nè mọi người, giá nè, bỏ vô chút giá vô. Rồi ở đây mình để bên làm đồ chấm. Ở đây có sa tế nữa nè, sa tế này kìa mọi người, sa tế nè, sa tế nè, bỏ cho chút sa tế vô, bỏ sa tế vô. Rồi cây cây nha mọi người, bỏ vào hủ tiếu nè, hủ tiếu Nam Văn nè, đỏ heo, cái này là giống Việt Nam, ở bên Việt Nam nè, người quá người heo, hủ tiếu nè, mình kiếm cái hủ tiếu này lâu lắm rồi các bạn, heo
Đi nó trong trong kìa. Ờ. Thấy không, trong trong đấy không? Nó trong trong rồi các bạn. Ờ, ngọt hơn ngon không? Quá, nó buồn quá. Để thử ha. Bạn ăn chung với mình ha. Thử ha. Ngon cũng được, không có tệ mấy, cái nước cũng ngon. Mời các bạn. Đúng không? Được, không có tệ gì mấy. Bỏ cái này vô chút xíu đi, bỏ tương vô. Bỏ chút tiêu vô, chút tiêu cho nó cay cay các bạn, cho nó thơm. Đó, thấy không? Chút nước mắm vô nữa, nước mắm nè, nước mắm người ta xài kiểu này nè, nước mắm mà ba con tôm á, nước mắm này bỏ chút xíu vô, rồi cho nó đậm đè phải không? Ăn thử ngon không? Này trứng cút nè, trứng cút nè các bạn, trứng cút nè heo, trứng cút nè, ờ thấy ngon quá, mình khoái trứng cút luôn các bạn, được không? Đây nè, rồi thử ha, 1, 2, trứng cút nó ngon dễ sợ, nó tươi, nó béo, nó còn nó béo mà cái vừa cắn ra đó, nó cái dúc ở trong đó đó, trời nó bổ mà nó béo ngon, ngon lắm. Giờ các bạn mày ăn thằng khẩu tiếu dai nè, ăn trong nè, ăn thử ha. Ngon. Cái này là thịt heo nè các bạn, thịt heo nè, cắm với tương, tương ớt, làm cắm với tương ớt này không? Rồi 1, 2, ngon, hút miếng khăn cho nó ngon ngon. Miếng cành nó ngon quá, ngon. Mình bỏ cái sa tế vô á, nó có thêm flavor á, nó cay cay, ngon. Cái này thịt heo nè, cái này là heo, xương heo nè, xương heo này các bạn. Ngon. Gan nè các bạn, gan nè. Không gan nè, gan nè, ăn thử ha, gan nè ăn thử coi, là chấm tương ớt, mời các bạn ha. Gan này cứng quá, cứng, không có tươi, gan này dễ lâu rồi. Khô, mỏng, không có gia vị gì hết, gan vẫn được. Cái miếng cần kìa, thịt heo, mấy lần canh rồi mà không thấy cái gia vị, cái taste á, giống hủ tiếu. Bây giờ không thấy mà đói quá, chắc nói ngon chứ mà
không có thấy smell được cái gia vị hủ tiếu. Không có thi cái gì cũng giống cũng giống hủ tiếu bạn ơi. Xin lỗi các bạn. Để nha, ăn tạm đi. Ăn tạm đi. Là chấm cái tương ớt nó ngọt ngọt với mà cái canh á nó cũng không có thấy nó cũng không có giống hủ tiếu Bình Giang cái hủ tiếu cái taste. Bởi vậy mà nãy giờ đói quá, cái màu nó đẹp, cái màu đẹp mà không thấy thấy ngon gì hết. Có màu mà không có taste, không có flavor. Tôm nè, tôm nè các bạn, tôm nè, có tôm. Câu lớn, thịt nhiều, thịt heo quá nhiều, thịt nhiều, không có thịt ít, thịt nhiều, heo, cái này là thịt heo này, ở đây thì cái thịt heo á mới cắn nó có mỡ nó béo, mà cái canh á, cái súp á, cái broth á nó không có thử được cái gia vị cái hủ tiếu Nam Văn giống Việt Nam nè. Là thử nè, nó không có y chang hủ tiếu Nam Văn. Cái tô này khoảng 12, 13 đồng mà mọi người. Nó lớn lắm. Nè, hủ tiếu nè, hủ tiếu là trong đó. Nó không có dài mà nó bấy hết. Chả cá nè các bạn, chả cá nè, thấy không, chấm với tương ớt còn nó có ngon không nè, mời các bạn ha. Cũng được, cũng được. Cái này thử, cái này bỏ vô phúc miếng canh nữa coi. Thank you.
cái này là cái này thịt ba rọi á, thịt heo á, thấy không? Chấm chấm tương ớt, chấm tương ớt rồi luôn nè, chấm tương ớt nè. Thịt ba rọi á thì nó có cái mỡ á, nó béo, vừa bỏ vô miệng nhai nó béo. Chấm nhiều tương ớt để mình khoái ăn ăn tương ớt rồi các bạn, thấy không đây nha, khoái ăn mấy cái mỡ mỡ nó bị béo, nó bị ngọt, mà cái này béo, heo nó béo. Thôi ra mình nói quên các bạn, trước khi mình lại đây thì mình đi mình chở cháu mình Kelly á, nó đi học đại học và ở trên Long Beach á, nó kêu bằng Long Beach University á, chở nó đi rồi chở đi xong rồi cái tối cận 8 giờ ban đêm á, 8 giờ tối đi rước cái cháu chạy đó tới 8 giờ 6 giờ phải ở dưới đó xịt đây ở nhà đi rồi kẹt xe, cái số thứ năm kẹt xe bạo lắm mọi người. Mỗi giờ mỗi lần mà muốn xuống đi ăn nhà hàng Việt Nam á thì phải chạy phải bấm lên cái số thứ năm, số thứ năm đi sau á, trời ơi nó kẹt, như nó kẹt bạo luôn, nó kẹt kinh khủng luôn. Bởi vì bumper nó chán lắm. Rồi lâu thì nào mà nó kẹt quá đó, mình chạy vô cái kho phu á, không có người, mình với cái lo phải không, nếu mà bị bắt một cái hả, cảnh sát mà nó pull over một cái hả, là nó phạt cả nha 491 đồng đó. Mình có cái tấn xấu á, mình mỗi lần mình kẹt xe là mình bắn vô cái kho vô liền. Hết nóng rồi các bạn, bộ tiếng này nó nguội quá, hết nóng rồi. Có cái mùi hủ tiếu giờ nãy giờ không biết nói ngon mà thiệt ra là thì không có mùi. Mình tính điểm cái tô này 1:10 nhé, 1:10 á, scale á là mình tính cỡ 5, 1:10 là mình tính cái tô hủ tiếu này là 5, hủ tiếu Nam Vang này 5, không có mùi hủ tiếu, thấy ngon vậy chứ mà không có mùi hủ tiếu. Cái trứng non không? Mời các bạn ha. Hủ tiếu trong
nãy giờ á, ăn á, mình ăn á là cái ngon nhất trong cái tô này á là cái trứng trong, cái trứng nhỏ nhỏ, cái trứng non á là ngon nhất thôi. Với thịt ba trội nó cái mỡ nó ngon. Béo. Gan thì cứng quá, khô quá. Xin lỗi nha. Nếu mà không ngon mình nói ngon thì mình nói ngon. Thì cái quán hủ tiếu này mình không dám giới thiệu, thì mình ăn mình không có hưởng được cái mùi hủ tiếu Long Văn. Một tô lớn này chắc 12-13 đồng. Ăn nhiều quá rồi. Không có mùi, không có taste, không có flavor. Trong gia vị thì cái gia vị thì không có lại cách, mà không có cái mùi hủ tiếu. Dầu hết rồi khắp mọi người, dầu hết rồi, rùi quá rùi. Đổi qua đổi. Ăn này xong hết đi công chuyện. Tôi phải chạy về Murray Park á, rồi lại bác sĩ á, bác sĩ của mình khám á, ở dưới đường Covey với đường nó đường New với đường Covey á, bác sĩ nó kêu bằng Coffield Health Center ở dưới Murray Park á, thì mình phải lấy cái mình bị đau đau cổ á, mình phải đi lấy cái tờ giấy approve cái specialist, cho mình đi bác sĩ xương cổ á, mình phải đi. Để mình bị để mấy tháng trước á, thì tháng rồi á, mình bị đau cổ mà không biết sao á, đau nó đau ác luôn. Trong cái x-ray á, nó để bằng tiếng Mỹ nó kêu bằng moderate á, moderate pain là cũng như là không có nhẹ, không có nặng, mà chính giữa đó. Cái đầu á, bởi vì mình bữa nay cái bảo hiểm của mình á, thì nó approve cái PPO á, nó approve cái specialist và bone specialist á, thì mình phải đi xuống lấy giấy tờ để mình lấy cái hẹn, rồi cái mình hẹn, rồi cái chắc từ sau á thì mình vô đó mình khám, mình coi cái cổ xương của mình có bị cái gì không. Dạ là các bạn 51 tuổi rồi các bạn ơi, đâu có hai mấy tuổi, ba mấy tuổi nữa đâu. Đói quá. Xin lỗi các bạn, nếu mà nói cái gì không có đúng thông cảm nha. Tiếng Việt mình không có hay, không biết chữ Việt thì xin lỗi các bạn. Nếu mà nói cái gì trúng các bạn thì rất là các bạn tha lỗi mình ha.
đừng có để trong ốc nha. Mình là cũng Việt Nam, mình là cũng không có perfect, thì mình không phải, cái này là không phải là khoe mỗi ngày đi làm YouTube đâu mọi người. Cũng như mình ngày nghỉ là mình đói quá mình chạy xuống đây mình ăn rồi cái mình video cho mọi người coi, để mình cái đời của mình là sao sao á, cái mình có giấu gì á, có là nói vậy, không nói láo. Nếu mà mình nếu mà có nói sai gì á, mọi người để viết cái, ở trong cái comment của mình á, mình sẽ đọc. Mình viết tiếng Anh nha, đừng có viết tiếng Việt. Vậy tiếng Việt mình không biết, mình phải thông dịch lại tiếng Anh với tiếng chữ Việt, biết không, chữ Việt tới tiếng Anh vậy đó. Xong ăn hết rồi, nghe không? Rồi mình uống nước đá lạnh, trong này nó có miếng chanh á, thì uống xong rồi buông luôn nè, có miếng chanh trong này. Lạnh cái chua chua ăn cũng no rồi. Rồi bắt đầu mình chạy đi, chắc là đi chạy đi tiệm khác mua đồ Việt Nam cho mấy đứa cháu mình ăn, rồi cho nó mua về khoảng 3 phần cho ba đứa cháu, ba đứa cháu mà con gái thì mua 3 phần đồ Việt Nam cho nó ăn, thì nó khói đồ Việt Nam rồi mua xong rồi giao cho nó, rồi cái tối nay mình đi rước cháu mình nó học đại học ở Long Beach á, thì khoảng 8 giờ rước nó, rồi xong cái về tới nhà là khoảng 9 giờ, thấy không? Về nhà 9 giờ thì tắm rửa xong rồi cái coi TV rồi nói chuyện rồi relax chút, rồi cái khoảng 11, 12 giờ mình đi ngủ. Vậy thôi, thì cái video này nó end rồi các bạn, nó cuối rồi. Thì cảm ơn các bạn coi cái video của mình ha, video chất của mình ha. Mình là Andy Ngô. Rồi cảm ơn chú bác, anh chị nhớ coi cái xong này rồi cái bấm cái like, cái là số 1 á, rồi với cái chuông, cái bell á, bấm cái bell số 1 á, rồi xong bấm cái đó xong rồi bấm subscribe này để coi mình có một điểm. Bữa nay là thứ năm, thì bây giờ này khoảng 12:30 tới 1 giờ trưa ở dưới Westminster Cali. Cảm ơn mọi người coi cái video clip này, nhớ ủng hộ mình bấm cái số 1 cái chuông á, rồi xong rồi bấm cái subscribe mình, cái đỏ đỏ cái subscribe á, rồi xong rồi rồi share cái video này cho bạn của các bạn coi, hay là anh em của các bạn, hay gia đình các bạn cũng được, thì nhớ nha, ủng hộ mình nha, bấm cái chuông đó, số 1 á, rồi xong bấm nó xong rồi bấm cái subscribe để cho mình có một điểm. Bữa nay thứ năm Cali ở Westminster ở bên Mỹ á, ok. Cảm ơn mọi người, chào mọi người, bye bye, cảm ơn nhiều, I love you. Mình chiếu ra cái điện cho các bạn coi ha. Đây là tiệm hủ tiếu Nam Văn nè. Đó, hủ tiếu Nam Văn nè. Tiệm này cũng đẹp lắm. Thấy không? Tiệm này đẹp lắm. Đó, ở đây có cái hình Việt Nam, mấy hot girl nè. Mấy cô gái đẹp nè, đó thấy không? Cái này là ở Việt Nam á. Rồi cái tiệm này có tủ lạnh. Ở đây là nhân viên, cashier. Cái tiệm này đẹp. Đẹp. Rồi có cái anh trẻ này là lịch sự lắm. Đó, khách ở đây. Nha. Tiệm này đẹp.
đó, cái bàn của mình nè. Ở đây mỗi cái bàn nó có cái hình, cái hình cơm chiên nè, có hủ tiếu nè, hủ tiếu nè, rồi có hủ tiếu Nam Văn nè, rồi có phở, phở bò nè, đó, phở nè, rồi có cũng là hủ tiếu luôn, thấy không? Có đầy đủ, có đầy đủ ở đây, thấy không? Mọi người nó nằm trên đường Westminster đó. Anh này là người Việt Nam, anh ấy có hỏi hồi nãy giờ hỏi mình chào mình. Cây này cây Việt Nam nữa, thấy không? Đó, mình ăn xong rồi mọi người ơi. Rồi, mình trả tiền xong cái mình đi. Cảm ơn mọi người. Nhớ nha, bấm cái chuông là tâm sách á. Rồi bấm xong cái đó là bấm subscribe. Subscribe xong rồi share cái video này cho bạn của các bạn coi. Chú bác nè, hoặc là anh em, hoặc là bạn bè, bà con. Đó, share cái video để ủng hộ mình, để cho mình lấy nhiều điểm. Cảm ơn nhiều. Bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye.